Xin chào các bạn. Và hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn vài phút cách lắp ráp bộ phản xạ cầu lông tại nhà mùa Covid-19. Và đây là hộp của nó. Và khi khui ra thì tất cả sản phẩm mình đã để ở đây cho nhanh, để cho các bạn khỏi mất thời gian. Bây giờ thì khi mà khui ra thì nó sẽ có những bộ sản phẩm. Thứ nhất là đế, thứ hai là giá đỡ, thứ ba là cái cần và dây thun của bộ sản phẩm. Tiếp theo là hai cây vợt, hộp cầu lông và chiếc túi đựng vợt. Và bây giờ mình sẽ lắp ráp. Đầu tiên mình sẽ đổ nước vào những cái đế này, mình sẽ tháo nút ra ba cái, mình đều tháo nút ra để mình đổ nước vào cho nó nặng, để cho nó giữ cái cần. Khi mà tháo nút đổ nước, chúng ta sẽ lắp ráp lợi trình tự. Đầu tiên mình sẽ sử dụng cái cần này, cái khúc trắng này, mình sẽ đâm vào, lắp ráp vào từng cái một. Các bạn lắp cái nào trước cũng được, tùy sở thích của chúng ta. Rồi ok, khi lắp rồi thì chúng ta sẽ ép xuống cho nó sát xuống là ok. Vậy là chúng ta đã có một bộ đế. Tiếp theo chúng ta sẽ quan tâm khu vực trên lắp chiếc cần. Lắp chiếc cần nó sẽ có hai phần. Phần một là chiếc nút vặn ở đây, bên hông đây, thì nhằm mục đích để chúng ta di chuyển cái cần. Và cái phần trên chúng ta sẽ nới cái ốc ở bên dưới ra để chúng ta lắp chiếc cần vào. Và chiếc cần chúng ta cũng ưu tiên, để ý cho tôi, chiếc cần nó khá quan trọng. Nó sẽ có ký hiệu phần đít và phần đầu. Và phần đầu thì thường nó sẽ có một cái ký hiệu đốm xanh ở đây, khác màu là phần đầu. Và chúng ta sẽ chú ý phần đầu và phần đuôi. Phần đuôi thì nó cũng có một cái nút vặn, thì chúng ta chỉ giữ nguyên, chúng ta sẽ không tháo ra. Và phần đầu chúng ta sẽ tháo ra. Phần đầu thì nó sẽ có, khi mà chúng ta tháo ra nó sẽ có những cái đầu nhỏ đi ra. Và chúng ta sẽ tháo phần đầu ra, cái nút của nó chúng ta sẽ bỏ ra. Và phần đuôi chúng ta giữ nguyên, chúng ta không tháo ra. Tháo ra tất cả các bộ phận ở trong này nó sẽ tụt hết ra ngoài. Nó như cái cần câu chúng ta tưởng tượng, khi chúng ta kéo ra và chúng ta rút vào. Và tiếp theo chúng ta sẽ lắp vào chúng ta sẽ điều chỉnh cái đầu này. Cái đầu này chúng ta sẽ nới ra này, chúng ta đưa cái đít của cái cần vào và chúng ta sẽ siết vào. Chúng ta sẽ siết chặt vào, mục đích để cho chiếc cần nó khỏi bị rơi ra ngoài. Và chúng ta rút thấy chặt rồi, ok. Và chúng ta sẽ siết cái ốc bên dưới vào. Ok. Và chúng ta, khu vực này chúng ta điều chỉnh xong. Còn cái ốc vặn ở bên hông đây, chúng ta mục đích thì chúng ta điều chỉnh thế này. Thì khi mà chúng ta điều chỉnh, chúng ta để tập luyện thì chúng ta sẽ điều chỉnh với độ nghiêng là khoảng 30 độ. Và chúng ta sẽ siết chặt vào. Độ nghiêng của nó sẽ 30 độ. Rồi ok, đây là phần đế và phần cần đã xong. Và tiếp theo là chúng ta phải quan tâm tới dây thun của nó, là mục đích để giữ trái cầu, để khi mà chúng ta đánh nó sẽ đàn hồi qua đàn hồi lại và sẽ không bị bay trái cầu đi. Thì trong bộ dây thun này thì nó có rất nhiều, nó có rất nhiều sợi nhỏ, và chúng ta sẽ lấy một sợi dành cho các bé nhỏ, và người lớn chúng ta sử dụng hai sợi để cho nó có độ bền. Thì chúng ta sẽ tước ra một dây ra. Ok, khi tước ra, tôi đã tước sẵn đây rồi. Thì khi tước ra chúng ta sẽ lấy một sợi và một đầu chúng ta sẽ buộc vào phần đầu là chiếc đốm đỏ này. Chúng ta sẽ buộc một đầu vào đây. Ok, khi mà buộc xong rồi chúng ta sẽ rút ra như cái cần câu ấy, chúng ta rút từng phần một để cho nó dài ra hết cỡ luôn. Ok, rồi chúng ta sẽ nghiêng khoảng 30 độ và chúng ta sẽ siết cái này lại. Ok, đó, một đầu dây chúng ta sẽ buộc một cái đầu đỏ thả xuống, và chúng ta một đầu còn lại chúng ta sẽ buộc vào trái cầu lông. Và trái cầu lông nó sẽ có những cái vành ngang đây, chúng ta sẽ buộc vào cái vành ngang từ lông xuống vào cái vành ngang đầu tiên, hoặc vành ngang dưới này cũng được, để cho trái cầu nó khỏi bị văng ra, chúng ta sẽ giữ được trái cầu. Và đầu bên kia buộc vào trái cầu, chúng ta chú ý khi cái đế này ở dưới đất, tôi để dưới đất như này để chúng ta tập luyện, thì cái đầu này cao hết cỡ trái cầu
thả rơi tự do thì nó sẽ ngang tầm thắt lưng chúng ta là ok. Trái cầu nó sẽ rơi lơ lửng ở ngang thắt lưng chúng ta, khi có sợi dây nó sẽ thả xuống. Ok, rồi chúng ta sẽ thực hiện những động tác tập luyện trái tay và thuận tay, thì chúng tôi sẽ có những video khác, và video này thì chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn, và cảm ơn các bạn đã theo dõi video cách lắp ráp bộ phận sạc cầu lông tại nhà. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin cảm ơn.